Bò thì nó vẫn có cái ngọt thịt hơi đó. Còn thật ra nó ăn nó không quá khác nhau quá nhiều. Nhưng bò nó có độ mềm hơn. Mà cái hộp nó đẹp đó mọi người ơi. Ngô về làm quà tặng cho Ngô. Đúng như thế, quà tặng ok. Dạ đúng rồi. Nguyên một hộp như này cho mọi người luôn ha mọi người. Là cái combo trải nghiệm 300g trâu bò heo luôn. Là nguyên cái hộp như vậy. Nhưng mà tay kèm ok hay. Ok. Mình ấn vào giỏ hàng giùm em. Nước chấm tặng kèm hả chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái chị kia nói là đã mua ăn rất ngon kìa. Trời ơi, quá đã rồi. Không ngon. Cái này nha, sẽ dành cho những ai mà thích ăn kiểu vị kiểu thịt gác bếp kiểu Tây Bắc á. Ê, cái mặt cái này là ở Gia Lai. Nhưng mà cái vị nó khá là giống mọi người ơi. Nhưng mà mọi người sẽ không biết ăn cứng quá mà ăn cứ giống như kiểu thịt trâu sấy gác bếp, lợn sấy gác bếp. Thì mọi người nên ăn thử cái này. Mềm. Thịt tại sao mà thịt nó làm được mềm vậy cũng hay á. Cái móng tay chị bị cùi á, không lấy được. Để em bị cái cay cùi hơn. Cay 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 nhưng mà trong tầm cho phép. Dạ, kèm cho phép thì mọi người nha. Nói chung là tùy vào độ ăn cay từng người. Đúng rồi, bánh chén là cách cay vừa qua mọi người trong giá tốt trong giá vẫn còn giá tốt. Ý là không hiểu sao mà thịt bò lại người ta làm được mềm này. Đúng rồi, đầu tiên thấy mà vừa xem làm nó mỏng mỏng nữa. À, mấy chị mà thương chồng nó mua cho mấy anh một hộp đi. Chiều chiều mấy ảnh nó tự ở nhà. Anh ở nhà với mình nó không đi ngoài đường. Ảnh lấy ra một lon. Anh ở nhà với mình luôn mà đó, anh quý ảnh luôn. Thịt Tây Bắc ăn rồi chứ thì Tây Nguyên chưa ăn trông ngon thế. Trâu với bò hay heo ngon hơn. Nếu như mà anh Long thì anh Long lại thích bò. Bò. Bò là ngon. Trong ba cái này Long thích bò. Có một cái combo là 3 vị cho mọi người luôn. Có 250 thôi mọi người ơi. 250 thôi ạ. 3 vị thôi em đã 3 túi như vậy luôn nha. Ăn thì mình cũng đang sao là cũng cay đó nha. Cay ngay cay mà từ thấm dần thấm dần nữa. Nói thật là cay ngay lần. Đúng rồi. Nhậu về luôn, chính xác chị. 1 phút nữa qua đi mọi người ơi. Chốt nhanh cho em con này. Cái này nó sẽ phù hợp với chị nào mà kiểu thích ngồi mà nhậu nhậu lai rai lai rai, tâm sự chuyện đời, chuyện tình, chuyện người đó mọi người ơi. Đó. Nhưng mà ý là xấu. Nhưng mà ý là quá rẻ, 79.000 mà ba loại thịt luôn ý. Nha mọi người ơi, cho tôi là chốt đơn cho phiên livestream nha. Mọi người giúp em là ấn vào cái sản phẩm em đang ghi cho mọi người nè. Sẽ có rất là nhiều một lựa chọn cho mọi người luôn, từ 100g đến 200g và cả cái hộp combo 3 túi cho mọi người. Sản phẩm này có deal không chị Tung luôn? Đang có deal tốt không mọi người? Deal này là đang tốt luôn tình yêu. Chọn cho em là cái mix ở dưới này nè mọi người. Không mấy tranh từ giấy vậy. Là cái combo mà. Tiên như chị tờ giấy đi. Cuối cùng là 259k combo trải nghiệm 300g trâu bò heo nha. Bây giờ em còn có đúng 30 giây nữa là em qua điều. Nên là thiệt ba anh chị mà đã bỏ sản phẩm vào giỏ hàng rồi. Ok quá, tranh thủ là mình bấm mua. Bấm mua nha mọi người ha. Ủa không có đồ ăn tiếp hả? Dạ bây giờ ăn phải uống. Ăn uống gì đó. Cho cay nha. Cay nha. Càng thấm chứ không phải là liền. Ăn không cay nhưng mà ngừng lại lúc này mồ hôi tỏe ra nè. Bí quyết nha mọi người. Ngừng lại bị cay. Rồi nói chung là mọi người mua thì mọi người chốt nha mọi người ơi, rất là hợp để nhậu này rồi còn ngồi lai rai hoặc là ở trong một cái mâm cơm mà muốn ăn một cái món lạ lạ nha. Nhưng mà nếu như mà ăn không chấm sốt thì cũng không có quá bị cay đâu. Đúng rồi. Rau sốt đó, đây rau sốt. Sốt nha mọi người nha. Nhà ơi. Em qua đi luôn nha. Dạ. Mắc ăn quá. Mắc ăn quá trời luôn á. À, Nutimeal. Nước trái cây Nutimeal và sữa New Zealand. Qua đây cho mọi người nha. Em rửa nhà. Nào qua đây nha. Lên đây cô quẻ cho nha mọi người. Rồi mình sẽ lên cái gì? Trái cây rau củ quả đây đúng không? Nước trái cây đúng không mọi người? Nước rau củ quả luôn nè, trời ơi lạ ha. Vị cam. Chúng ta có vị cam và vị dâu. Ê nha mọi người ơi, vị cam và vị dâu, tôi sẽ uống vị dâu mà nước rau củ quả nghe nó muốn uống liền á. Lại lại đúng không? Ờ. Cái này sẽ dành cho các bé mình trên 1 tê nha mọi người. Bé bình thường là 300 mấy á, một thùng đúng không? Đúng rồi. Một thùng 48. Ý là bình thường là lùng này là 400 mấy nhưng mà về giá 3. Đầu, giá đầu 2 đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Giá đầu 2 giùm em nha mọi người. Là rau củ về đầu 2 đúng không? Đúng rồi, đầu 2 nha mọi người nhé. Giá gấp 38, giờ về giá đầu 2 cho 48 hộp. Mà điều đặc biệt là các bé mình mỗi ngày chỉ cần dùng đúng một hộp. Thường là chị nghe mỗi bé là 3 hộp. Cái này chỉ cần là một hộp một ngày đó. Dầu chất xơ nha mọi người nha. Con em chúng ta mà là kiểu lười ăn rau này nọ đồ đó. Được. Thì mọi người nên bổ sung chất xơ cho các bé bằng cái
bằng 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 cái nước, nước rau củ này nhá. Đúng, nước rau củ mỗi ngày một hộp nha mọi người. Chị anh thử xem có bị không ta. Ai phép xíu nữa nha mọi người. Ủa sao uống sữa vậy ta? Nhiều uống sữa chua uống á. Như này thì các bé rất là thích luôn á. Bởi vì là lúc đầu mình nghe nước rau củ mình sẽ nghĩ rằng là nó kiểu như là nó hơi khó uống hoặc là trẻ em sẽ không thích mọi người ơi. Deal hiện tại là đang giảm cho mọi người giá còn đầu 2 mọi người nhá. Và có qua y hết vị dâu rồi, anh đang uống vị gì? Vị dâu. Hết vị dâu rồi. Ừ vậy hả? Anh vị cam đi. Thế nào mọi người coi như vị cam đi. Tại vì thật ra là nghĩ là nó cũng như nhau thôi. Rồi giá này là 285 nha mọi người nhá, 285. Hết vị dâu rồi thì thôi lại vị cam nha mọi người này. Nó khách quan. Ok, và điều này một thùng 48 hộp còn tặng kèm thêm cho các bậc phụ huynh của mình là một cái bình nước cho bé nha. Bình nước siêu năng lượng, không có hiển thị trong giỏ hàng đâu. Tuy nhiên mọi người cứ lên đơn cho phiên like của chị Vi thì sẽ có quà đi kèm cho mọi người ha. Rồi cho nên là bé nào ở nhà hay là lười ăn rau, dễ bị tiêu hóa kém thì bị táo bò thì mọi người có thể sử dụng nha mọi người nha. Em mà vị cam ngon hơn vị dâu nha. Đó, anh Hải là mọi người kêu coi như, nhưng mà giờ là uống luôn là mọi người. Vị cam là ngon hơn vị dâu luôn, tại vì nó rất là thơm ấy mọi người. Đặc biệt là đối với những bạn trẻ mà kiểu trẻ em á, mà cần bổ sung những cái kiểu như là rau cho cơ thể này, chất xơ này, dùng một hộp mỗi ngày đó mọi người ơi. Bởi vì là những cái sản phẩm nhà Nuti thì Long không lạ gì nữa, Long đã từng đến trang trại bò của Nuti rồi. Thì cái điều mà Nuti vẫn luôn hướng đến đó chính là không có chất bảo quản mọi người ơi. Đó, mà mọi người để vào trong tủ lạnh lạnh một tí nữa thì uống rất là đỉnh nha mọi người nhá. Rồi, và em thấy là có quà trong giỏ hàng nha mọi người. Em đang thấy là có quà luôn nên là anh chị mình an tâm nhận hàng về giùm em nhá. Uống là giống sữa chua uống ấy mọi người. Thế là còn rất rau củ ăn. Thơm thơm mà kiểu. Nó uống giống kiểu những cái loại sữa chua uống ấy mà uống rất là dễ chịu, rất là ngon luôn á. Ngon. Nó giống như là uống dẻo chip vậy á. Cái gì? Dẻo chip. Kẹo chip á. Kẹo dẻo chip. Kẹo dẻo á. Kẹo dẻo biết không? Kẹo dẻo chip chip. Ồ, kẹo dẻo á. Thì nó giống như kẹo dẻo vậy mọi người. Dễ đúng uống đúng không anh chị? Nói chung các bé của mình là nhìn là phải đẹp. Y chang kẹo dẻo luôn. Dễ uống. Y chang kẹo dẻo luôn. Mà kiểu như em thường hay gọi là ngại làm biếng ăn, mà cũng như là trái cây á mọi người, rau quả đó, thì có thể là hỗ trợ cho em sản phẩm này mọi người nha. Phụ huynh cũng uống được đó mọi người. Phụ huynh cũng uống được, phụ huynh thì mỗi ngày 2 tôi thì tôi nha. Uống hết 2 loại có mà tôi no quá mọi người ơi. Thật sự. Quá đủ cho một ngày. Từ nãy giờ ăn một đống thứ luôn. Nếu mà mọi người hỏi mùi cam hay mùi dâu thì tôi sẽ cho luôn mọi người mua mùi cam nha. Còn chị Viên thích mùi nào chị Viên ơi? Chị Viên thích mùi dâu quá, chị thích mùi dâu nhưng mà dâu hết rồi. Phi ship nha mọi dâu người, em thấy là phi ship nha. Anh có phi ship mà mọi người. Ở miền Trung thì có thể phi ship hơi cao mọi người, phi ship nó hơi nhỉnh một xíu. Còn mà ở Hà Nội, ở khu vực miền Bắc và miền Nam phi ship nó sẽ ổn cho mọi người hả? Rồi có quà trong giỏ hàng luôn là một bình nước thì mọi người mình mới lên đơn. Cái gì rồi. Á? Dạ, hồi nãy chị nói là chị muốn ăn chuyện chiếc á, thì có chị nè. Ủa là bán hả? Là được tặng nha. Nhá hàng thôi. Lên tiếp cho mình. Đây là sữa này đúng không? Đúng rồi. À sữa này Long bé ở nhà uống nè. Tặng bình nước hả chị? Vậy đúng rồi nha. Cái mã mà đang ghim ngay trên màn hình cho mọi người là tặng bình nước nha. Hiện tại thì cái mã này hiện tại là sổ tự đang có chưa có chỉnh giá được cho nên là chắc không giờ mình lên cái mã này trước nha. Ok. Ok luôn. Không có. Có cái này đây. Có cái này cho mọi người, sữa New Zealand cho mọi người nha. Cái này thì Long bé nhà mình cũng đang uống nha mọi người ơi. Hôm mà mang về nó còn đi khoe khắp là nó chỉ này này gì. Nó chỉ ý là mấy thằng ở trong nhà khoe nhau ấy. Đấy anh Long mua sữa nước ngoài. Ôi nghe sai liền. Không chảnh chó với nhau đấy. Chảnh chó một lũ với trẻ con với nhau. Thơm sữa Nuti thì quá thơm rồi. Uống đã rồi. Rồi có hai vị cho mọi người là ít đường và có đường luôn. Chị Viên muốn trải nghiệm ít đường hay có đường? Ít đường đi. Ít đường ok chị. Ít đường sẽ là cái nắp màu xanh dương. Còn có đường sẽ là màu xanh lá mọi người. Này Viên đẹp nhé. Cảm ơn chị Hân nha. Cảm ơn chị Hân nhiều. Còn những ngày khác chắc thấy ghê. Những người khác chắc bị thấy ghê. Bị thấy chào. Tại mọi người biết sao, bình thường là em ở nhà em không có, em quay mấy cái clip bình thường ở nhà thì em không có trang điểm. Xong rồi cái em cái búi hai cục đại đại lên vậy thôi. Rồi cái em đưa vô một cái nhưng hôm nay cũng đâu có trang điểm gì đâu, mọc mọc mà. Hôm nay cũng mọc mọc nhưng mà hôm nay có gắn thêm rồi này kia chi tiết vô. Và lên deal cho mọi người, giá đang là 375, trong live giá còn có 325 nha. Em xin cái deal 314. Thơm. Tại vì chị cũng hay uống rồi, quà cho 13, cho 14 nhưng thơm, rất là thơm. Chị ơi, có tặng thêm nữa. Tặng thêm quà nữa. Dạ, ủa? Quà lại. Cùng như vậy là 48 đúng không? 48 hộp nhận về cho em thêm 2 lốc sữa nữa. Thơm. 2 lốc nữa. Trời ơi. 48 hộp nữa đó hả? Dạ đúng rồi.
ghê không chị? Cái xin điều ghê không? Xin điều ghê. Thấy nhà hàng đưa cho Phúc cho điều ghê không? Rồi đây là lên đơn giùm em nha. Cái mã này thì ở nhà gia đình. Ê thơm quá ta. Thơm à. Ờ. Sữa New Zealand nha mọi người. Và ba học mỗi ngày thì mọi người sẽ hỗ trợ về xương nè, về mắt nè, về đề kháng cho mọi người luôn ha. Chị Viên đang uống, anh Long đang uống ít đường. Viên đang uống là ít đường nha. Bình thường Viên uống sữa nào Viên cũng uống ít đường á mọi người. Đó. Dạ đúng rồi. Được tặng hai lốc đúng không ạ? À? Trong vỏ hàng luôn, có hiện trong vỏ hàng nha bà. Đây, có hiển thị luôn. Có hiển thị trong vỏ hàng luôn, bà không thấy hoài thì bà lên em khuyên mọi người là mình mua cái loại ít đường ấy thì mình sẽ cảm nhận rõ cái vị thơm của sữa hơn. Công nhận là có một cái lớp bờ eo beo sắc nữa nha mọi người nhé. Sữa từ New Zealand về nha mọi người nhé. Từ New Zealand về. Từ đó mấy bé bỏ ở đây mà chăm sóc kỹ mình. Ồ, làm nước bòi xuống. Rất là kỹ làm bòi. Thơm nè luôn á, uống thơm gì đâu á. Dạ bò sáng vậy. Ngoài Bắc mà biết ship Bắc đổi ập nha Huyền ơi. Đổi ập giùm em nha. Mấy chị mà có con nhỏ là nên em nói thiệt luôn. Quá hời trong ngày hôm nay luôn. Mỗi tối mà con khóc cái khui cái hộp ra là em không thế từ non mà vẫn cứ bị cuốn cuốn cứ uống nha. Cứ muốn ăn muốn uống đúng không? Phải có quà mới chốt nha. Sữa này nó rất là ngậy ngậy nha mọi người nhá. Nó ngậy ngậy thì đặc biệt là trẻ em uống thì nó sẽ cảm thấy là nó rất là thích nha mọi người nhá. Và cái loại ít đường này thì nó chỉ là ngọt nhẹ một chút xíu thôi. Đâm ra là khi mà mọi người uống loại ít đường mọi người sẽ cảm thấy cái độ thơm của sữa nó rất là thơm luôn nha mọi người. Thì chị nhắm mũi đi. Thông tay nhá, thông tay nhá. Hơi nhảy mũi xíu thần tài. Đấy mọi người ơi, cho nên là mọi người mà thấy thì mọi người chốt cho em sữa này nha. Thật ra mọi người cứ nghĩ là sữa là dành cho trẻ em, nhưng mà người lớn chúng ta vẫn nên uống một hộp sữa mỗi ngày nha mọi người nhé. Và điều này còn cho mọi người đó chính là hai dòng của nhãn hàng Nutifood nha mọi người. Đầu tiên sẽ là sữa cho mọi người, sữa trắng. Còn lại sẽ là nước rau củ. Hộp màu hồng vị gì? Hộp màu hồng hết rồi mọi người ơi, đó là vị dâu mà hết rồi. Là cái này, là nước rau củ vị dâu. Đó, trời thơm ấy. Mọi người mua cho em vị cam đi. Nước rau củ vẫn đang để. Cái này giống như là dẻo chip á, em uống vô em cảm giác là giống như là cái kẹo kẹo dẻo á, mà là cái này là bằng nước. Đó, cái vị của nó là vậy đó. Dễ dùng, và nước rau củ quả dùng mỗi ngày cho bé mình trên 1 tê là một hộp thôi nha cả nhà. Ừ. Còn cái sữa trắng này thì mọi người dùng 3 hộp mỗi ngày giùm em luôn ha. Phí ship cao thì mấy chị đổi tài khoản giùm em nha mấy chị nha. Có miền Bắc thì mình sẽ hơi nhịn một xíu. Hơi nhịn một xíu mọi người thông cảm. Tại vì mọi người phải hiểu là cái thùng sữa nó cũng nặng đấy mọi người. Đấy, có voucher free ship thì nó chỉ là trợ ship. Đấy, nhưng mà ví dụ ở vùng chúng ta ở xa quá so với cái nhà máy thì chúng ta chịu một chút chi phí tiền ship nha mọi người. Uống sữa ở đây. Trời ơi, là tranh thủ mình lên đơn liền em nha. 314, ok 314 là giá tốt. Thì cái giá trong line là 325 nha bà yêu. 325 nha bà. Đúng rồi. Trời ơi, nhanh chóng lên đơn liền. Tôi có 285 nè. 285. Chị cũng 285 nè. Nói chung là giá một thùng thì sẽ để giá cho mình đầu ba. Ai thấy giá ok hơn mình chốt. Muốn chị Viên tư vấn này chị Viên. Chị Viên tư vấn này. Tư vấn đây thì mọi người sữa này là sữa được lấy từ New Zealand luôn nha. Là những cái con bò này là ở New Zealand luôn nên nó là sữa nhập chứ không phải là ấy nha mọi người. Và đặc biệt là bò này là những cái con bò rất là sung sướng. Tại vì lần trước mình cũng đã từng đi lên một cái trang trại của Nutimilk rồi, nhưng mà ở trên Gia Lai cơ, nhưng mà nó là một cái dòng sữa khác. Tuy nhiên mình biết được là cái lối sống của mấy con đàn con bò này luôn á. Là bọn em đến bọn em quay mà ví dụ giờ nó ngủ là không được vào làm phiền. Rồi vậy đó. Nó ngủ là không được vào quay luôn, tại vì người ta chăm bò rất là kỹ luôn, bởi vì nó là cái nguồn cung cấp sữa chính cho cả một cái trang trại luôn. Đó, cho nên là mọi người yên tâm là với những cái quy trình cực kỳ tuyệt vời của Nutimilk thì nó cực kỳ sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe, và đặc biệt là chất lượng ở trong sữa thì nó rất là tốt nha mọi người nhé. Dạ, nhưng mà hôm nay trong video chị Viên có phần quà đó mọi người. Đúng rồi, tại bình thường á, là một thùng như thế này á, là đến 400 mấy với cái em Nuti này. Nhưng mà ngày hôm nay trong phiên live của em chỉ còn có 300 mấy thôi. Còn cái nước rau củ là bình thường là đến 300 mấy. Nhưng mà hiện tại là trong live ngày hôm nay nó ngậy hơn rất bình thường. Đúng rồi, trong live ngày hôm nay chỉ có 200 mấy thôi mấy chị. Thiệt sự là một hộp như thế này một ngày là cho em bé uống, cho trẻ nhỏ uống thì sẽ cung cấp được dinh dưỡng. Đúng rồi, nó chỉ cần một hộp cho một ngày thôi. Do em GA quá nên cần sữa tốt để tăng cờ ân nạ. Em ơi, thật ra là như này này, để em muốn tăng cái cờ ân của em lên ấy, nó còn rất cần rất nhiều những cái mọi thứ nó kết hợp. Chứ mà em cứ ngồi tu sữa từ sáng tới là nó lên đâu, cái này chia sẻ rất là thật lòng. Nó cũng như là cái việc mà những người mà như Long mà muốn giờ ảm cớ ăn ấy, nó có nhiều phương pháp đó mọi người. Nên là ngoài ra em phải điều tiết giấc ngủ này, đúng không? Có một cái lối sống lành mạnh này, đi tập thể thao và bổ sung tất cả những cái dưỡng chất, và một ngày uống hai hộp sữa thì làm nó sẽ hỗ trợ em về cái việc đấy nha em nhé. Nhưng mà cũng phải xem nguyên nhân từ đâu nữa em ạ. Tại vì việc sinh con em. Chị Hàng. Cảm ơn em nha. Tách em hai đơn nha người đẹp. Có canxi nha, tình yêu Kim Hồng ơi, có canxi luôn cho mình nhé.
bảy thành phần của em sẽ có năng lượng là đạm, beo, carbon, vitamin E, D3, canxi, kẽm, đầy đủ cho mọi người luôn. Nên mọi người cứ an tâm, mọi người lên đơn dùng giùm em mọi người. Đúng rồi. Ba hộp giùm em nhé. Rồi, chị nhỏ 3 tháng tuổi cũng được không? No. Trên 1T, trên 1T giùm em nha người đẹp. Hai dòng thôi. Ủa sao nói trên 1 tuổi má? Ủa trên 1 tuổi sao trời? Không được hả? Colossi hả? Không được nói hả? Ok, xin lỗi mọi người nhé. Rồi, tiếng Quang đợi chút xíu cho mọi người ơi. Tiếng Quang đợi xíu cho mọi người ơi. Rồi, nhà ai mà thiếu sữa cần bổ sung sữa cho các con, các bé này đi học về. Hoặc là sáng ngủ dậy này mọi người chốt sữa đi, em chuẩn bị qua rồi đấy mọi người ơi. Cái đó cái gì chị? Chuẩn bị qua sữa rồi cho nên là mọi người nhanh nha. Chứ không phải có bánh nữa hả? Gì mà đòi ăn cái đường hoài đó. Trời. Đó là nhanh chóng rồi lên đơn nha. Điêu này thì mà có lông thì đem bắn ra. Thiệt, sao vợ nói gì thiệt mà. Thôi kệ đi, bán gì bán đi. Cái đồ ăn á. Để nhỏ trên 1T nha mọi người hả? 3 tháng thì chưa dùng được nha. Rồi 3 tháng thì chưa nha mọi người ơi, trên 1T nha mọi người nhá. Rồi ok, sữa. Rồi các bà ơi, lại im lặng rồi. Xem like mà không tương tác là sao? Mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Comment tiêu cực. Lăng nhục em đi. Bóc chích lên, tiêu cực lên. Rồi mọi người ha, hôm nay trong phiên live chị VVB đang có hỗ trợ về giá tốt và chưa dừng lại đó, có nhận về quà tặng nha mọi người ha. Như cái mã đang ghim đi, 314k nhận về cho em một phần sữa và nhận về thêm cho em 2 lốc sữa nha mọi người ha. Và ngoài mã này ra thì còn sữa mà là sữa vị nước lông củ quả cho mọi người nữa, 285k nha. Đó, đầy đủ nha. Và bây giờ chuẩn bị tiếp tục qua deal cho các anh chị bên trong này nha. Rồi, không có mà bên Phương ơi, không có nha yêu. Lai gói rồi nha, giá vẫn còn đẹp ở trong giỏ hàng HP. Hèn chi nha. Nha mọi người nha. Rồi bây giờ qua tiếp tục deal cho cả nhà nha. Hèn chi. Qua điêu, qua điêu, qua điêu. Điêu tiếp theo, ai muốn trắng răng, ai răng đang vàng ố, các kiểu, vào đây nha mọi người nha. Vào đây. Ôi, với từ tôi em ơi, bàn nó đang dơ. Rồi mọi người ơi, bây giờ nha, vào đây nè. Ai mà muốn trắng, hỗ trợ mọi người trắng răng thì mọi người sử dụng cho Long cái con này nha, rất là ok luôn. Đây rồi, tăng tăng, màu đen này, màu hồng. Đây nha mọi người ơi, cái này thì chắc mọi người không còn lạ gì nữa, Long thấy nó quảng cáo khá nhiều ở trên những cái trang mạng xã hội nha mọi người nha. Đây là của nhà Smile nha. Thì cái này nó không biết nó gọi là cái gì ta, nó gọi là cái gì? Hỗ trợ cho mình làm. Hỗ trợ. Đây nè. Hỗ trợ giống như là cái màu xanh này nè. Nó không, là em xài rồi. À. À, em xài rồi. Là mình sẽ cắn vào trong miệng của mình như này nè. Người này. Đó. Cái ngậm thì... vô luôn á, nhưng mà tại vì ở đây Vi không có ngậm được. Đây nha mọi người ơi. Thì đây nó sẽ có cái thang đo trắng cho mọi người ở đây luôn này. Đó thì mọi người có thể đo được là cái mức độ trắng của răng mình đến đâu và mình sẽ khảo sát lại trong vòng một khoảng thời gian. Đấy mọi người cứ cầm và là tự cầm và nó tự động luôn hay sao ta? Đúng rồi, có chế độ tự động. Đây nè. Đây nha mọi người ơi. Mình chỉ còn rồi, bây giờ đếm ngược lên deal cho mọi người để rồi, 5 4 3 2 1 lên deal. Lên deal. Trời ơi, gần 1 triệu 3 mà hôm nay về còn có 958k sau khi đã add voucher nha mọi người. Và đặc biệt là còn được free ship nha. Đây nó là một cái bộ kit hỗ trợ làm trắng răng mọi người ạ. Đó. Thì khi mà mọi người sử dụng cái này này, mọi người cho vào bên trong cái phần răng của mọi người. À ngạ. Đây là vậy hả? Bây giờ nhãn hàng có cho không để ngậm vô luôn. Bà Ngọc, nhãn hàng có cho không để tôi biết tôi ngậm vô nè. Cho không? Để biết ngậm vô. Nè, có nghĩa là đúng không? Sao hay nghi ngờ nhân sinh gì trời? Ồ. Đó, mỗi lần sử dụng tối thiểu là 10 phút nha. Mình sẽ đạt cái kết quả tốt hơn nha mọi người nha. Ồ, cái miệng xinh dễ sợ luôn. Cái miệng ai mà ngậm cái gì cũng xinh. Thôi mọi người ơi. Đi nha. Rồi nói chung là hạn sử dụng là 12 tháng nha mọi người ơi. Đó, bảo hành đèn led cho mọi người trong suốt cái thời gian mà mọi người sử dụng 12 tháng đó luôn. Được chưa ạ? Đó, liệu trình là từ 7 đến 10 ngày tùy cơ địa người sử dụng. Mà nó sẽ trắng lên 1 tông, 2 tông, 3 tông nha mọi người nha. Đó. Cái sản phẩm này thì chỉ có cần để là mỗi ngày là mình cứ sử dụng như vậy giùm em, nó sẽ có hệ thống tự động hết. Và mình phải mua cái gel đó, đúng gel. Không? Mình phải mua một cái gel. Gel cho mọi người luôn ha, nên là anh chị mình an tâm lên đơn. Nếu mà hiện tại là nếu mà mọi người mua là mọi người sẽ được 3 cái gel, 3 cái tip gel. Đó, và khi mà hết một liệu trình á, mọi người chỉ cần mua thêm gel là mọi người vẫn sử dụng cái máy này.
là mọi người sẽ bắt đầu liệu trình thứ hai nha mọi người nhá. Ai mà muốn trắng răng hoặc là răng chúng ta bị xỉn màu này, hoặc là hồi bé uống quá nhiều kháng sinh mà cái men răng của chúng ta nó bị vàng, nó bị yếu, thì mọi người nên sử dụng những cái này nha mọi người, thì dành cho những ai răng năng thật thôi, còn long và răng sứ là không dùng mọi người nhá. Đấy, thì đấy cũng chia sẻ rất là thật lòng là như vậy, có 4 màu. Cái gì? Miếng răng ai nhìn thấy răng má mà má cần trắng má. Hỏi gì vậy trời? Thôi 699 này. 699 đúng không? Ồ. Ồ vậy hả? Tôi nãy giờ tôi tưởng là 900 mấy là tôi đã thấy rẻ lắm rồi luôn á. Sợ quá. Trời chị ơi. Nè, nó sẽ có ánh sáng ở trên này và khi mà mình để thì sẽ có 10 phút cho mình là ánh sáng xanh rồi đó. Nó sẽ hỗ trợ cho mình về cái việc làm sáng nha. Còn ánh sáng đỏ là 5 phút hỗ trợ cho mình về nướng nha mọi người nhé. Vừa xanh vừa đỏ luôn nè. Rồi đó nha. Rồi với lại là nên UV được mọi người. Thấy 599 luôn rồi. 599 hả? 599 chốt liền đi còn gì nữa mẹ ơi. Đúng rồi, chốt liền cho em đi trời. Một cái liệu trình tầm khoảng nha mọi người là từ 7 đến 10 ngày thôi nha mọi người. 7 đến 10 ngày mọi người ngân lại giùm em ha. Đã có thể kéo dài cho mọi người rất là lâu, tùy vào cơ địa giùm em nha mọi người. Nên là anh chị cứ an tâm mua về mình sử dụng, trải nghiệm giùm em rồi mình thử mình sử dụng giùm em ha. Có free ship mọi người nha. Free ship và hiện tại là có hỗ trợ bảo hành luôn cả 12 tháng luôn. Cứ mua về có vấn đề gì trong 12 tháng thì cứ nhắn tin cho tới top shop của brand nha. Cái này là về nhà làm nhé. Men răng vàng sẵn thì có trắng lên không ạ? À? Thật ra Long cũng chia sẻ thật mọi người như này này. Nó sẽ hỗ trợ cho mọi người trắng lên, nhưng mà nó sẽ tùy vào cơ địa của mọi người. Nhưng nếu chúng ta không thử, chúng ta không bao giờ biết, và chúng ta cứ mãi đặt một cái dấu hỏi ở đấy. Và ngày hôm nay chỉ có là gần 700k thôi. Long nghĩ rằng nếu mà để cho cái hàm răng, cái nụ cười của chúng ta đẹp hơn thì mọi người đừng ngại thử. Mọi người thử, có thể nó sẽ trắng lên hoặc không mọi người ạ. Tại vì nó có do cơ địa và có do cái men răng, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ hỗ trợ. Ví dụ nó sẽ không kiểu trắng phớ lên được, nhưng mà nó cũng sẽ hỗ trợ mọi người lên được nửa tông, một tông hay gì đó. Thì nó cũng cải thiện được cái tình trạng đấy thôi nha mọi người nhá. Đúng rồi, mọi người hãy bảo vệ răng mình hơn nha. Đỏ 653k, lụm liền giùm em kìa. Lụm liền thiệt sự luôn á chị. An tâm lên đơn với bà nha. Mà nãy giờ cười cái là nhìn từ nụ cười đầu tiên thôi. Là tụi nó thuộc về tôi rồi. Nè, ví dụ như răng tôi nha, răng tôi là không làm nha. Đó, không, răng thiệt á mấy bà. Ủa, thiệt hả? Răng thiệt mà. Ê, đẹp quá vậy trời. Hồi đó giờ em tưởng chị đang làm hả? Ừ. Dạ. Tưởng làm hàm trên. Không có. Nên là bữa hồi đợt em kêu chị đi niềng răng đi đó, nhớ không? Giờ nó mới nhớ. Ừ. trước khi đó chưa nhớ. Dạ. Chậm vía nha mọi người ha. Nên là sao ở đây muốn có gọi là hàm răng là xinh tươi, xinh xắn, đẹp đẽ, là sáng nè. Nếu phải chốt lên ngay cho xin lỗi chị Viên tại vì mất giá nãy giờ đúng không em? Chị để vậy là răng chị tới tối là nó trong suốt luôn. Có chế độ tự động ngắt. An tâm luôn chị yêu ơi. Và hiện tại là brand có thêm cho mọi người trong phiên live sẽ là 3 bút gel luôn anh. Không cần phải mua ngoài. Niềng răng xài được không? Em ơi, niềng răng thì tự nhiên xài trắng chi. Niềng răng thì đừng không niềng răng được còn trắng. Chị, cái chỗ này nó ghen. Con nhỏ này hỏi chán quá nhỉ. Mà niềng sâu cái dụng không nhỏ hiệu quả thì sao ạ? Brand có hỗ trợ cho mọi người là sẽ hoàn tiền nếu sử dụng không hiệu quả sau liệu trình từ 7 đến 10 ngày sử dụng đúng như cái hướng dẫn của mình. Là có cái đó nữa đúng không? Đúng rồi. Là sau từ 7 đến 10 ngày mà không trắng lên là sẽ hỗ trợ hoàn tiền. Đó, thước cho mọi người đó mọi người về. Thì cái đầu tiên là chụp cái hình lại. Chụp lại giùm em trước nha mọi người, có thước đo cho mọi người luôn đó. Đây nè mọi người ơi. Chị chắc số 5 không? Có nghĩa là đảm bảo cho mọi người nếu như mọi người không trắng lên thì nhãn hàng sẽ hoàn tiền cho mọi người. Đây nó có ghi là ngày 1 này. Mọi người về mọi người chỉ cần chụp răng mọi người với cái tấm này. Đó. Sau đó là chụp răng mọi người với cái tấm này. Sau đó là mọi người chụp răng với tấm này nha. Sau đó là ngày 1 mọi người nốt vào. Mọi người chụp ảnh. Đó. Sau đó đến ngày thứ 7. Mọi người sẽ ghi cái ngày thứ 7 vào đây và mọi người chụp. Nếu như mà nó không có những cái hiệu quả trắng theo thời gian như thế này thì nhãn hàng sẽ hoàn tiền cho mọi người nha. Có cần bỏ kem đánh răng không? Không bạn. Ra là phải đánh răng bà ơi. Cái này là cái liệu trình 7 đến 10 ngày thôi. Cái này cho axit vô, cho axit vô sụp. Chúng sao mà hỏi gì rồi hỏi kỳ vậy trời. Cái răng trắng đánh răng tự nhiên thôi cho cái răng chi trời. Xuống là hiện sợ. Có lên treo không ạ? Tại có mấy người mình có lên treo không ạ? Viên ơi giật tiếng Thái kìa. Khọt mà lọt khe khọt nha. Cái quần lọt khe mà lọt vô trong à. Lọt. Thành phần của cái treo như thế nào? Không có treo đâu. Có treo. Trong phiên live thì Brand sẽ cho 50 điêu đầu có treo. Treo của tụi em thì thành phần sẽ từ vitamin lựu đỏ, bạc hà và baking soda. Đúng vitamin lựu đạn. Đã có ổn lái rồi đó. Rồi, đen thêm cho bà
súng răng thì xài sao thì em ấy cho cái nú nha cưng. Nope. Cái chế độ màu hồng em dùng cho cái nú nè. À. Có chế độ màu hồng luôn. Đây này dùng không cho cái nú. Có đâu cái nú mà em cho vô là có khi cái răng nó thèm cái đồ sao nó mọc lên á em. Nó mọc lại luôn á. Ok. Nha, cái này nú cũng được luôn nha. Một nú thì mình chọn chế độ màu hồng. Đó. Còn cái kia thì mình chọn chế độ màu xanh, nó có hai chế độ nè. Có chế độ thiệt mà lắm. Ủa thiệt hả? À? Nè. Chị đừng có khu khu trước mặt em sợ cái mùi nó vương lại. Vương lại thiệt. Đồ quá. Chỉ có mình ngửi được mùi của mình thôi. Bị chao. Liệu trình một lần bao nhiêu? Dạ từ 7 đến 10 ngày giùm em cho một liệu trình. Đúng rồi mọi người ơi. 699 bà ơi, 899 bà ơi, giá 899. 899 bà ơi. Cái điện thoại khác tôi luôn. Đúng rồi, đó điện thoại khác rồi. Không em ơi, ngày nào cũng xài là xài sao. Em cứ mua nó có hướng dẫn hết á. Hướng dẫn em hết luôn, từ đầu đến cuối luôn đó bé. Thoải mái luôn. Mọi người thấy mức giá 699 với chút đơn nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Và hiện tại là đang xin 50 deal đi kèm theo cho người là 3 treo đó nha mọi người. Nha. Và ê, cái này có kích trắng không? Sao tự nhiên hai chị em mình da trắng vậy? Hay không là mình có, trắng mình trắng thiệt. Ủa gì vậy? Da tự nhiên mà. Đúng quá à. Em trắng hơn chị luôn á. Lông trắng ghê không? Ừ. Liệu trình mình làm 10 phút ánh sáng xanh thì sẽ hỗ trợ cho mình về vết ố. Còn 5 phút thì ánh sáng đỏ để hỗ trợ cho răng của mình nó không có bị ê bị buốt nha. Bà nào mà ăn cái kem như mà ê buốt thì nên mua. Ừ. Mua về giùm tôi nha bạn. Ừ. Mua về sử dụng. Bà có thể chỉnh chế độ được. Đây bà bấm cho đây mà chỉnh chế độ được giùm em nha. Đó, dễ dàng luôn, cứ đưa cái tay vô là được nha bà. Nè, trong cái hộp này nó có sẵn 3 cái gel nha mọi người. 50 điều đầu thôi nha cả nhà ơi, nên là cơm mình đã mua. Là tặng cho mọi người thêm 3 cái gel này nữa luôn nha. Đó, mọi người chỉ cần tô cái gel này vô trong răng, sau đó là mọi người chiếu đèn vô là được nha mọi người nha. Đầy đủ cho mọi người luôn. Rồi. Rất là xịn sò luôn ý, mà hộp này còn làm quà đẹp nữa luôn nha. Có đồ sạc không? Dạ, có đồ sạc cho mình luôn. Đó, ví dụ 500. Thay vì mình bảo nhắc bạn là bạn ơi răng bạn vàng thế. Đấy thì mình tặng cho bạn cái này. Đó bạn ơi nè, một món quà đến từ mình. Đó thì là bạn sẽ cải thiện cái tình trạng răng vàng. Hoặc là bạn mình có bạn trai, bạn ơi đồ á. Nhiều khi mình yêu thì yêu thật nhưng mà vàng thì vẫn hơi sợ. Đúng rồi. Đúng không? Thì mình nhắc khéo bạn biết trai. Biết gì không? Kiểu bạn trai mình đánh ra lộn rồi không nữa. Răng khỏi kia. À xì mốt. À. Sang quá, nói tiếng Anh xì mốt. Xì mốt. Bạn trai mình mà kiểu đó thì là mình sử dụng cái này để nó đỡ bị cái men răng vàng nha mọi người ơi. Máy có chống nước không? Dạ có, toàn thân luôn nha bà. Toàn thân giùm em. Chắc chắn là chống nước rồi, chống nhét vào trong mõm chứ thì không chống không? Nước gì. Bà tính nhét vô đâu vậy bà? Chống nước cho bà. Ôi ơi là trời, tính nhét vô chỗ nào nè? Trời ơi là trời, chắc thấy bấm gì tưởng chắc có chế độ rung bây giờ. Cái đèn đớp đẹp. Tính rồi, tính nhét vô chỗ nào hay gì mà hỏi có nước đâu. Trời đất ơi. Đây nè bà. Treo hiện tại là chưa có bà ơi, bà vào trong TikTok shop của brand giùm em nha bà. Có bảo hành không? Dạ có, máy bảo hành 12 tháng. Đang xài giữa chừng tắt hay là nhét vô đâu bị tắt thì cứ nhắn cho TikTok shop. Nhét vô đâu mà nó bị lỗi á. Nó bị lỗi hệ thống á. Dạ an tâm giùm em, chỉ coi chỗ hoạt động cho mọi người. Liệu trình sẽ là 7 đến 10 ngày, cái nào mình mua về. Mọi người bỏ treo lên, tụi em sẽ đi kèm treo trên máy. Sau đó mọi người apply lên trên này. Một cái liệu trình là từ 7 đến 10 ngày, cứ để yên cho em 15 phút ha. Từ đồng chuyển từ ánh sáng xanh qua đỏ ha. Rồi, mọi người chính là tài khoản giùm em. 759 đổi tài khoản luôn. Ừ. Nha. Bảo hành cho mọi người 12 tháng và máy mọi người mua về để sử dụng cả 5 năm luôn giùm em, rất lâu. Trắng răng nha mọi người, hỗ trợ trắng răng đó. Rồi. Bảo hành nha bà yêu, bảo hành nha bà, an tâm. Thơm dạ lắm có, á. Dạ có, dạ có. Thửi á thơm đó. Thích hà. Khi sử dụng hộp trắng có hoàn tiền không? Đây, đầu tiên về nhà là mình chụp liền cái răng của bà nhe răng ra. Chụp liền, một cái răng vỡ mất mấy. Đó, bà chụp lại. Sau liệu trình của bà từ 7 đến 10 ngày, tùy cái cơ địa bà ha. Thì nếu mà nó không có lên thì bà cứ an tâm nhắn tin cho TikTok shop sẽ hoàn tiền hỗ trợ cho bà luôn ha. Sướng ha. Chúng về 7 ngày, một là chỉ có trắng lên, hai là không trắng thì thôi, không mất tiền. Đó thì mọi người còn chần chờ gì nữa đúng không? Mình cứ thử thoải mái. Bầu sử dụng được không ạ? À? Anh Long chưa sử dụng được không ta? Được. Anh Long chưa sử dụng được nhưng mà bầu của mình là đợi sinh bé xong rồi dùng giùm em nha. À bầu thì thôi nha mẹ. Dạ, bầu thì thôi nha. Sau
sau sau sau tin giùm em nha người đẹp nha. Rồi, lên đơn liền tay em ở trong like, ai cũng nên có, cả nhà ai cũng nên có. Đúng rồi. Ai cũng nên có đi mọi người ơi, bởi vì cái răng nó góc là góc của người. Đúng rồi, tự nhiên cái hàm răng lên nó thấy trắng là tao thích. Trắng nó thấy vàng là tao sẽ. Thấy vàng nhiều khi cũng ở ngoại đẹp trai mà cũng muốn hôn cái mà tự nhiên nghe ra cái mình sợ dính trao á. Có cặn cặn. Tiếc ghê á.